Sự nghiệp 12 con giáp năm 2021, ai nhanh chóng thăng tiến, ai đối diện khó khăn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi đông qua, xuân tới thì vũ trụ, càn khôn lại có sự chuyển mình. Vận khí của mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều đổi thay. Việc nắm bắt thông tin tử vi các năm của 12 con giáp giúp mỗi người có thể xu cát, tị hung, tìm lành, tránh dữ, từ đó tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ấm no, thành công, hạnh phúc và ngày càng thịnh mãn trong năm tiếp theo. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình sự nghiệp năm 2021 của 12 con giáp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem để có thể biết được trong năm sắp tới có gì thay đổi hay không, từ đó có được cách ứng xử, hành động phù hợp với thời gian, hoàn cảnh thực tiễn và làm bớt đi phần nào khó khăn và biến năm 2021 trở nên tốt đẹp hơn. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sự nghiệp của tuổi Tý, sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm 2021 này nói chung khá thuận lợi. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, nhân viên, cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Thời điểm này, bản mệnh nên tận dụng khả năng ngoại giao của mình để mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Như vậy thì bạn sẽ nhận được sự đề bạt, ủng hộ của mọi người. Mà khi khó khăn xảy đến, cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Ngược lại, nếu lơ là việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, tự coi mình là nhất, coi thường người khác, không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người thì bạn sẽ vướng vào thị phi. Dù năng lực có được khẳng định nhưng cũng chỉ được đề bạt lên chức phó hoặc vị trí không trọng yếu, khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Theo sự nghiệp 12 con giáp năm 2021 được các tinh Thái Dương hỗ trợ, con giáp này đặc biệt là nam mệnh có động lực để cố gắng không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh, hành động để đạt được mục tiêu đã đề ra. Sự nghiệp của tuổi Sửu. Theo tử vi 2021, suốt cả năm, người tuổi Sửu sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật, vất vả. Bạn thường cảm thấy muốn bắt tay và làm rất nhiều việc vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng, cơ hội, không lúc nào muốn để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Sửu chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa được thực sự tối ưu. Bản mệnh cần phải nắm bắt được ưu nhược điểm của mình và có cách phát huy cũng như khắc phục hợp lý thì mới có cơ hội đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí là lội ngược dòng trong nhiều tình huống. Trong năm, không phải lúc nào cũng thuận lợi, có thời điểm nhiều hung tinh hội tụ, công việc của bản mệnh vướng nhiều khó khăn, gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại thêm tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Những lúc như vậy, bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc, không nên dễ dàng tin theo lời nịnh bợ hoặc rủ rê của người khác. 3. Sự nghiệp của tuổi Dần. Tuổi Dần được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Trong năm 2021, sau khi trải qua nhiều khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng bạn đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, năm nay vẫn chưa phải là thời điểm bản mệnh đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Bạn ít gặp được tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Vì vậy, hãy chăm chỉ, bình tĩnh làm việc, rồi công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù công việc phát triển tương đối thuận lợi, nhưng điều bạn cần phải đặc biệt lưu ý trong năm nay chính là các mối quan hệ xã hội của mình.
Vì thế, bạn cần xác định ngay từ đầu, đừng để bản thân rơi vào tình huống phức tạp. Cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, trước khi nói hoặc làm việc gì, cần phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, chớ nên nghĩ gì nói nấy. 4. Sự nghiệp của tuổi Mão. Năm Tân Sửu có thể coi là một năm bứt phá đối với người tuổi Mão. Bản mệnh, đặc biệt là người trẻ tuổi có những suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, không ngại gian khó, sẵn sàng học hỏi thêm những điều mới, cộng thêm tham vọng giúp sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả, tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. Vì thế, bản mệnh cũng cần phải học cách cân đối thời gian cho sự nghiệp và nghỉ ngơi, đừng nên quá tập trung vào công việc mà gây tổn hại đến sức khỏe. Trong năm Tân Sửu, thiên tài đại diện cho thành quả trong công việc, thiên quan đại diện cho chức phó, cơ quan hành pháp. Nhận được sự tương trợ của hai các thần này, những ai làm trong lĩnh vực liên quan đến luật pháp, hành pháp có mức độ thăng tiến rất cao. Có điều, để tạo ra bước tiến mang tính đột phá, tuổi Mão phải chấp nhận đánh đổi, tổn hao không ít công sức và tiền bạc cho các mối quan hệ ngoại giao. 5. Sự nghiệp của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có thể thăng quan, tiến chức. Chỉ cần duy trì được tinh thần làm việc thì khả năng thăng tiến là rất cao. Trong năm nay, bạn luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng, giao phó, trọng trách. Tuy nhiên, theo sự nghiệp 12 con giáp năm 2021, để hoàn thành được nhiệm vụ thì bạn phải trải qua nhiều thử thách. Vì thế, bạn cần giữ tinh thần ổn định để tránh phạm sai lầm về tiền bạc, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để bản mệnh cần tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái được thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. Thêm vào đó, năm nay có thiên đức các tinh hỗ trợ, dù đối diện với nhiều vấn đề nhưng bản mệnh vẫn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. 6. Sự nghiệp của tuổi Tỵ. Năm 2021 là thời điểm lý tưởng để người tuổi Tỵ chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ cho con đường thăng quan tiến chức của bạn. Bạn cần phải nhận ra rằng yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đủ. Cái quan trọng nhất lúc này chính là sự quyết đoán của bản thân bạn. Bạn cần có sự nhất quán về mục tiêu và kế hoạch, chớ nên để mình lung lay vì những lời bán ra, tán vào hoặc quan điểm của mọi người xung quanh. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm này, bản mệnh sẽ được các tinh tiếp thêm động lực, có tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, khiến tỷ lệ thành công cao hơn hẳn. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Dù người tuổi Ngọ có tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế, nên tinh thần ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn khiến công việc của bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn. Trong năm 2021, bản mệnh chịu cảnh tiểu nhân quấy phá, lại có chuyện thị phi thường xuyên xảy ra, khiến bạn mất nhiều thời gian để xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, khó có thể tập trung vào mục tiêu chính mà mình đặt ra. Tuổi Ngọ cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất, tật mang. Song bản mệnh chớ nên nản lòng trước khó khăn, bởi nếu cố gắng không ngừng thì dần dần bạn sẽ thấy được ánh sáng ở cuối con đường. 8. Sự nghiệp của người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi dễ kích động hay nóng vội, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao, nên sự nghiệp năm 2021 này khó mà đạt được kết quả như mong muốn. Con giáp khó gò mình trong khuôn khổ nhất định, ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, nửa kia, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực lại thêm nhiều chông gai. Bản mệnh còn thường xuyên nảy sinh suy nghĩ muốn phá vỡ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc, muốn ẩn mình trong các tôn giáo, tâm linh. Bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định lớn như vậy. Hãy dành thời gian để lắng nghe lời khuyên nhủ hoặc định hướng của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng có không ít cơ hội để thể hiện cá tính và năng lực của bản thân.
nếu biết tận dụng tốt thời cơ thì bạn vẫn có cơ hội thăng chức. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả nói chung rất đắt, cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. 9. Sự nghiệp của tuổi Thân. Sự nghiệp của người tuổi Thân cho năm 2021 có nhiều triển vọng mới. Đây là thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Bạn có thể yên tâm rằng dù ban đầu bạn sẽ gặp khá nhiều thách thức trong công việc, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng bạn gặt hái thành quả xứng đáng, chỉ cần bạn kiên định với mục tiêu của mình mà thôi. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điềm nhiên, điềm tiểu nhân quấy phá, bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, con giáp này cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và nhiều chông gai hơn. Đồng thời, luôn nhắc nhở bản thân hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức, lại khó đạt được mục tiêu như mình mong muốn. 10. Sự nghiệp của tuổi Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hành thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Nhờ có quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh có thể phát huy được điểm mạnh của mình, cộng thêm sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng và tham vọng thăng tiến mãnh liệt, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tỷ kiến xuất hiện vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Trong năm, có những thời điểm bản mệnh gặp phải khó khăn, khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá. Song nhờ sự kiên định với mục tiêu, tỉnh táo trong cách ứng biến mà bạn thu về kết quả đầy sức thuyết phục, chinh phục được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người. Sự nghiệp của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất phải chịu tác động của thái tuế 2021 nên tinh thần có nhiều bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước nghĩ sau. Do đó mà công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, khó mà thành công, chứ đừng nói tới việc thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh còn có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp, nên cơ hội sẽ trôi qua tay, phải nhường cho người khác. Nói như vậy không có nghĩa ám chỉ bản mệnh sẽ gặp toàn chuyện bất lợi trong năm Tân Sửu. Nếu cố gắng vững vàng tâm trí, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều, bạn cần chấp nhận thay đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Sự nghiệp của tuổi Hợi. Công việc của người tuổi Hợi duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều thăng trầm trong năm 2021. Bản mệnh có thể yên tâm tập trung vào công việc của mình, xác định một mục tiêu cố định để có phương hướng cố gắng. Nếu quyết tâm, một số người có thể tiếp xúc với cơ hội thăng quan, tiến chức. Người làm công ăn lương nên tiếp tục với những kế hoạch, dự định của mình. Đây là thời điểm để nhìn lại toàn bộ quá trình phấn đấu, củng cố các kỹ năng cũ, gia tăng kỹ năng mới, tạo bước đệm, sự chuẩn bị kỹ càng cho các bước đột phá, thời điểm bùng nổ sắp tới. Trong năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cuộc chủ quan tác động, tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ hội, việc làm tốt. Vì thế không phải lo lắng nếu vấp phải những trở ngại ban đầu, nhất là những ai vừa mới bắt đầu một công việc hoặc khởi nghiệp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!